Em chào chị Lê rồi ạ. Chào chị Đỗ Khánh rồi. Ok ạ. Các chị ơi, chị nào đã lên rồi ạ? Có quần dạ nhá chị ơi. Hôm nay sẽ có quần dạ nhưng mà số lượng sẽ không có nhiều đâu ạ. Các chị ơi, chị nào đã lên rồi, các chị cho em xin một chấm comment và một lượt chia sẻ để tương tác nhá các chị nhá. Tại vì là trưa ngày hôm nay thì em sẽ bán với mọi người đó là xà kho gồm có này, có chân váy, có quần dạ, có áo len và sẽ có cả váy nhung nhá mọi người nhá. Rồi ạ, các chị ơi, chị nào đã lên rồi chấm comment lên giúp em, tại vì là số lượng hàng của em thì trưa hôm nay cũng không có nhiều đâu ạ, bán với cái giá rất là bèo luôn. Nên là chị nào đã lên rồi chấm comment giúp em nhá. Sau đấy là chị em mình sẽ làm luôn ạ. Áo len thì hôm nay thì có số lượng ít này, kể cả chân váy nhá, kể cả quần dạ thì số lượng của em cũng rất là ít thôi. Nên là chị nào lên sớm thì mọi người sẽ săn được nhiều đồ nhá mọi người nhá. Em sẽ có set len không? Set len thì bây giờ là em chưa có. Chị ơi khoác len thì sẽ không có đâu ạ. Chưa về chị ơi khoác len thì các chị đợi cho em vài hôm nữa nhá. Còn thì hiện tại thì hôm nay em sẽ làm với mọi người đó là áo len này, chân váy này và sẽ là cả quần dạ nữa đúng không ạ? Nên là em sẽ chắc là sẽ lên với mọi người là áo len trước, sau đấy là quần em có ít thôi thì em sẽ lên sau nhá mọi người nhá. Rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người lên rồi chấm comment giúp em để các chị vào một phút nữa nhá. Sau đấy là em sẽ làm với mọi người áo len chân váy hôm nay sẽ đồng giá chỉ có 80 nghìn thôi mọi người ạ. Còn lại thì em sẽ đọc giá cho mọi người nhá đúng không ạ? Đây các chị ơi, những em len như thế này và chỉ bán với cái giá là 80 nghìn ạ. 80 nghìn sẽ là những em len như thế này mọi người nhá, rất là dày dặn luôn. Nên là mọi người lên sớm thì mọi người săn những em áo len này của em luôn đúng không ạ? Có khoác len ẩm, ở đây sẽ có khoảng tầm là 1-2 cái khoác len mọi người ạ. Nhưng mà cái khoác len của em thì hôm nay có số lượng rất là ít thôi mọi người đấy. Sẽ là những con áo len này của em này sẽ lẫn vào cả những em len lông thỏ nhá các chị nhá. Len lông thỏ này hoặc là những cái len lông cừu ép rất là đẹp luôn mọi người ạ. Nên là hôm nay len chỉ đồng giá 80 nghìn thôi nhá, sẽ em sẽ làm khá là nhanh cho chị em mình luôn đúng không ạ? Mọi người ơi, các chị vào đầy đủ rồi này. Áo len đỏ lên luôn ạ, à. Em sẽ lên luôn bây giờ đấy. Nếu mà mọi người đã vào đầy đủ rồi thì em sẽ lên luôn. Tại vì em đã hơn được thấy được hơn 100 chị xem rồi thì em sẽ vào lên luôn mọi người nhá. Em lên cái áo em đang mặc trước này, lên luôn nhá các chị ơi. Đấy, đây là chị em mình vào sớm để chị em mình sẽ săn được nhiều đồ nhá. Em áo này của em sẽ là len lông thỏ, chị rất là xinh luôn ạ. Màu này sẽ là màu xanh dương, em sẽ lên luôn nhá. Màu xanh dương này, từ 48 dưới 55 cân quay đầu về các chị mặc con của em ạ. À. Em này sẽ có giá là 80.000, mã số là 362 là con của em đang mặc mọi người nhá. 80.000 ạ, mã số là 362, 4748, tối đa là 55 cân quay đầu về là sẽ vừa em của em đang mặc ạ. À. Mã số là 362, 80.000, các chị lấy con của em đang mặc nhá. 362, 80.000 của em này. Em có thêm một em này nữa này, chị nào lấy thì mọi người comment lên giúp em luôn nhá. Len ép này các chị ơi, em này sẽ là len ép cho chị em mình luôn. Quá xinh em này luôn, có mũ nhá. 362, chị Hải Lê. Có mũ nhá, em này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em từ 45 dưới là 52 cân đổ về size S ạ. Chị nào mặc size S thì mọi người lấy con này giúp em nhá. 45, 52 cân quay đầu về giúp em mặc size S giúp em này. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 234 ạ. 234, 80.000 em làm luôn rồi nhá, các chị vào nhanh nhá. 234, 80.000 giúp em ạ. Em có thêm một em này nữa, chị ơi, con này là len lông nhá mọi người nhá. Len lông giúp em này. Len lông em này sẽ là kiểu dáng là cổ chữ V cho chị em mình luôn ạ. Em này thoải mái các chị mặc cho em dưới 60 cân, dáng free size và dấu quần nhá chị ơi. Tay của em này sẽ là kiểu dáng tay chuông được chưa ạ? 60 cân quay đầu về giúp em nhá. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 206 ạ. 206 là con của em đang mặc nhá, 80.000 nhá mọi người nhá. Em lên một em này nữa này các chị ơi, cổ lọ. Con em cổ lọ con này sẽ là len lông cừu móc rất là xinh luôn. Màu em này sẽ là màu be, dưới 60 cân quay đầu về mọi người nhá. Từ 55 cân dưới 60 cân quay đầu về các chị lấy con của em đang cầm luôn này. Em này sẽ là len cổ lọ. Chị nào lấy được em này mọi người để lại mã số. Em này sẽ là mã số là 13680.000 ạ. Mã 13680.000 là cái em của em đang cầm mọi người nhá. 136 giúp em này, 80.000. Chị nào lấy được con cổ lọ thì các chị lấy nhá. Đây em sẽ bỏ con này xuống này. 136 giúp em, 80.000 nhá. Em có thêm một em này nữa chị này, màu be kẻ giúp em nhá. Màu be kẻ này, chị nào thích màu be kẻ thì các chị lấy con này. Kẻ kiểu dáng nhiều màu sắc ấy các chị. Kiểu dáng nhiều màu sắc. Con này mặc size S giúp em nhá. Em này chị nào mặc kiểu dáng mặc size S này chị ơi, áo sẽ là đồng giá 80.000, em đọc giá mà.
Mọc con này từ 45 cân dưới 52 cân đổ về, các chị lấy được con này cho em mặc size 36 chị Hương Gemini. Mặc size S này 80.000, mã số là 717 các chị nhá. 717 size S 80.000 giúp em ạ. 717 này, S con này có giá tiền là 80.000 thôi em nhá. Mã số là 717 giúp em. Em có một em này nữa, chị lấy con này là len lông cừu này. Nhìn qua con này của em màu hồng. Một em màu hồng tay chuông và len của em này sẽ là len lông cừu cho chị em mình luôn nhá. Mọi người nhớ vào sớm đi, tại vì là số lượng hàng hôm nay áo len rất là ít thôi nhá. Một em này nữa này. Con này là tay chuông nhá mọi người nhá. Tay chuông này con này sẽ kiểu dáng lông cừu ấy mọi người. Mà các em ơi, size M có thể dưới 55 cân quay đầu về là mọi người mặc được nhá. Con này sẽ hơi bo này, hơi bỏ bên dưới này. 47 chị Dung Trần. 47 48 dưới 55 cân đổ về giúp em. Con này sẽ có giá tiền là 80.000 mã 200 ạ. 80.000 mã số của em này sẽ là mã số 200. Giá tiền sẽ là 80.000 là con của em đang mặc nhá các chị nhá. Một em màu đỏ nữa này các chị này. Con này sẽ là len em. Một em màu đỏ. Mới inbox thông tin đi chị màu ơi. Màu của em này sẽ là màu đỏ, em này sẽ là len em, các chị mặc mờ giúp em ạ. Từ 50 dưới 55 cân quay đầu về các chị mặc con này giúp em nhá. Em này sẽ có giá tiền là 80.000 mã số 242. 80.000 là con của em đang cầm màu đỏ họa tiết này, mã của em này sẽ là mã số là 242, là em này sẽ có giá tiền là 80.000 mọi người nhá. Thì nào lấy này 242, em này sẽ là len ép hết mọi người. Len ép mà kiểu cái dáng của nó rất là dày luôn mọi người, 242 nhá. Còn cái con hồng này chị nào lấy mã số 200, 80.000 giúp em nhá, size M ạ. Comment lên hơi chậm một tí xíu nhá mọi người. Cứ lên dần mã số nhá. Một con màu đỏ này. Ơi, một con màu đỏ này, con này sẽ để dành cho chị nào mặc mờ, con này mặc được này, con màu này sẽ là màu đỏ. Ai xem cho chị Đỗ Tuyết. Con này màu sẽ là đỏ đô và len của em này sẽ là len móc mặc size M cho em mọi người nhá. Con này thoải mái các chị mặc cho em dưới 53 cân thôi. 45 cân ạ, dưới 53 cân đổ về. Con này các chị mặc cho em size S M để mặc được cho em. 80.000 mã số là 946 ạ. 946 là con của em đang mặc nhá các chị ơi. 80.000 các chị có mặc được size S cho em mọi người nhá. S này 946 80.000 cho em. Em có thêm một em này nữa, con này sẽ là khoác len các chị ơi. Em này sẽ là khoác len nhá. Con này sẽ là kiểu cardigan hết mọi người, nhưng mà cái con này sẽ làm mà nhỏ thôi, con này sẽ nhỏ thôi. Mà con này cho em từ 40 dưới là 40-50 cân thôi em. 946 chị La Cindy đi. 40-50 cân quay đầu về các chị lấy được con này cho em này. Em này sẽ có giá tiền là 80.000 mã số là 310 ạ. 80.000 mã 310 các chị ơi, các chị khách mới vui lòng nhắn tin inbox vào trong cái web cho em xin thông tin địa chỉ thì em mới chốt tiếp mọi người nhá. Em có thêm một em xanh nữa, con này sẽ là len khoác. À, len khoác hôm nay có vài em đấy. Đây các chị nhìn qua những con khoác len này của em xuất sắc siêu xinh như em này luôn. Một em này màu xanh giúp em, con này các chị thoải mái mặc giúp em. 53 cân đổ về giúp em này các chị ơi. Đây xanh có quyệt đen xào ok để em một tí nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em từ 45 này dưới 52 cân quay đầu về. Em này sẽ làm một tông màu xanh bơ nhá. Em này size S, em này có giá tiền là 80.000 mã số 266 ạ. 80.000 giúp em nhá. Mã của em này sẽ là mã số là 266 mặc size S giúp em mọi người nhá. Từ từ để em một tí này, em đang xem. Size S cho em này, 80.000. Một con màu đỏ, trời ơi, một con màu đỏ cổ lọ giúp em nhá. Một em màu đỏ cổ lọ chị mặc cho em dưới 57 cân quay đầu về để mặc được giúp em này. 53, 54 cân tối đa là 57 cân quay đầu về các chị lấy được con cổ lọ này giúp em nhá. Em này sẽ có giá tiền là 80.000 mã số là 340 các chị ơi, cổ lọ này siêu dày em này luôn. Mã số 340 ạ, con này sẽ mặc cho em dưới 57 cân quay đầu về là các chị mặc được giúp em nhá. 340, 80.000 giúp em nhá. 340, 80.000 này, một con màu xanh xanh này sợ gọi là xanh cốm ấy mọi người. Con này sẽ là len thường các chị nhá. Một em len thừng cho em này, con này phải gọi là siêu dày luôn. Chị nào thích len thừng các chị lấy con này cho em người nhá. Đây. Thích len thừng các chị lấy cho con này. 240 266 chị Đỗ Tuyết. Con này đẹp quá, con tay trái của Turu hả? Em thấy rồi chị ơi đây. À ok, con này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em 60 cân này. 340 chị Võ Lựu. Mặc free size các chị ơi, con này mặc cho em này. Từ 55 cân dưới 62 cân quay đầu về. Đây, đẹp quá, 55 cân 62 cân quay đầu về. Em này có giá tiền làm 80.000 mã số là 352. 352 80.000 cho em người nhá. Em này sẽ là len thừng. Không có mà lấy người. Len thừng cho em nhá. Chị nào lấy đây, con có cái tay Turu này đúng không ạ? Em này sẽ là mic bò nhá mọi người nhá. Mic mũ bò này này. Con này có tay Turu rất là xinh luôn, len của em này sẽ là len móc cho chị em mình luôn nhá. Nhưng con size to thì em sẽ mặc lên cho mọi người để cho mọi người nhìn qua dáng nhá. Em này thoải mái M, XL, L, XL cho em 60 ạ. Con này 60 cân thôi. Từ 55 cân 60 cân quay đầu về em này sẽ là mũ mic bò nhá chị nhá. Em này có giá tiền là 80.000 mã số là 736 ạ. Mã 736 80.000, tay của em này sẽ là kiểu dáng là dây tua rua ra, con này rất là xinh cho chị em mình luôn. 80.000 ạ, mã số 736 55 60 cân quay đầu về các chị có thể mặc được em này nhá. 736 80.000 cho em. 736 80.000 thôi em nhá. Em có một con màu đỏ này siêu xinh mọi người ạ. Cái phần tay của nó sẽ là tay phối này, mặc size M. 736 chị Yên Ta. Size M giúp em nhá. Mặc con này cho em từ 50 dưới 55 cân quay đầu về giúp em, con này rất là dày luôn ạ. 80.000 ạ, mã số là 722. 80.000 màu đỏ nhá, mã số là 722. 80.000 cho em này. 722 là em thấy 80.000 nhá, một con màu xanh này.
một con màu xanh này giúp em nhá mọi người nha. Xanh cho em này. Xanh này nhá, xanh này sẽ để dành cho chị nào mà giúp em size M, con này thì không quá là dày đâu nhưng mà được cái chất là rất là đanh luôn. 48 cân rồi 55 cân quay đầu về tay của em này sẽ là tay chuông màu xanh nhá. 80.000 ạ. 80.000 mã số là 378. 80.000 ạ. Chị nào lấy được em này chốt cho em mã số là 378 80.000 nhá mọi người nhá. Con này siêu xinh mọi người ạ. Một con len lông thỏ cho em này, màu này sẽ màu xanh than nhá chị ơi. Len lông thỏ này. Con này len rất là dày dặn cho chị em mình luôn. Con này nhá. Các chị nào mà thích kiểu là len dày dặn thì các chị lấy con này cho em nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc M. Mặc M lấy được, con này sẽ có phần dây rút mọi người ạ. Có dây rút ở phần eo này, con này quá xinh luôn, size M cho em nhá. Từ 50 tới 55 cân quay đầu về các chị có thể mặc được con len lông thỏ này giúp em ạ. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 331 ạ. 331 là em này nhá, 80.000 cho em này. Con này là màu 387 xinh quá. 378 cơ chị Thùy Nguyễn. Con này màu tím, các chị ơi, tím kiểu nó sẽ là tím khoai môn đấy mọi người ạ. Tím khoai môn cho em này, mặc mờ. Con này cổ cao 3 phân rất là xinh luôn. Và con này dày, các chị ạ, siêu dày em này luôn. Từ 50 tối đa là 55 cân quay đầu về các chị lấy. 331 chị xanh ba. Mờ ạ, xanh mờ cho em. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 148. 80.000 là con của em đang bạc ạ, mã số là 148. Em này sẽ là len tanh dày đó mọi người nhá. 80.000 cho em mã số là 148 cho em này. Em có một em này nó có mũ nhá chị ơi. Một em xanh phố đây này sẽ có mũ mặc cho em từ 50-60 cân quay đầu về. Đằng trước của nó là màu xanh và đằng sau của nó sẽ là màu be cho em nhá. Cái con này chị nào mà thích kiểu dáng là có mũ này thì các chị lấy cho con này giúp em nhá. Từ 50-60 cân quay đầu về size M, L để mặc được em này giúp em. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 661 ạ. Mã 661 80.000 là một em len có mũ size M và L cho mọi người nhá. 661 80.000. 661 là em đấy nhá, 80.000 giúp em ạ. Em có một con này nữa này, các chị ơi, con này là len ép lông cừu mọi người nhá. Con này sẽ là len lông cừu này, con này khá là đanh và dày này. Các chị nhìn con này của em này, khá là đanh và dày nhá. Em này có cái form tay của em này sẽ là form tay rộng một chút xíu ạ, size M. Mặc M cho em ạ. Chị Đỗ Tuyết. Mặc M cho em này, từ 50 dưới 55 cân quay đầu về mặc chuẩn M cho em nhá. Con này 80.000 đâu chị Lãng à. 80.000 mã số là 439 ạ. 439 80.000 thôi em mọi người nhá. 439 80.000 thôi em này. Em có thêm một em này nữa, chị ơi, con này là len thực mồng nâu có dây cưa luôn nhá, cái dây này. Về các chị có thể tự buộc lại giúp em mọi người nhá. Cái con này nâu của em này sẽ là kiểu dáng là tông nâu cà phê cho chị em mình luôn ạ. Chị nào lấy con này ạ. Cái con này thì em thấy là cổ em này cao và rất là ấm luôn, size M. Mặc M con này vừa nhá. 439 cho chị xanh ban. Con này 4748 cân, dưới 55 cân quay đầu về con này sẽ là len khừng mọi người nhá. Em này chị nào lấy được em này sẽ có giá tiền là 80.000, mã số em này là 296 ạ. Chị nào lấy được em len khừng này, các chị để lại mã của em này sẽ là mã số là 296 80.000 cho em mọi người nhá. Con này cái dây này về mọi người tự đan thôi em nhá. 296 80.000 thôi em có một con len này rất là xinh luôn, con này như kiểu là len mới tiêu mọi người, con này siêu xinh em này luôn, con này còn siêu xinh và còn siêu dày em này nữa luôn. Các chị có thể nhìn qua con này của em nhá, màu này sẽ là kiểu dáng là tông màu nâu cà phê mà size M cho em này, cổ cao, size M cổ cao giúp em nhá, từ 50 tối đa là 56 cân quay đầu về các chị mặc con này size M, chuẩn size M giúp em mọi người nhá. 80.000 ạ, mã số là 355 thì mọi người lấy con này giúp em nhá. 355 80.000 size M ạ. 355 này, 80.000 này, size M cho em này. Con này xinh, con này cổ cao mọi người ạ. Các chị có thể mặc con đấy cho em nhá. Một con màu xanh coban, em này sẽ là len thừng các chị ơi. Một em xanh coban này, len của em này sẽ là len thừng. Con này khá là dày dặn cho chị em mình luôn. Các chị nào mà thích dày thì các chị hãy lấy một con len thừng cho em mọi người nhá. Len thừng này mặc cho chị em mình thoải mái M và L này, thoải mái 60 cân các chị ơi, thoải mái nhá, 60 cân mặc được nhá. Từ 55 cân dưới 60 cân quay đầu về các chị có thể mặc được con này cho em này, len thừng màu xanh coban nhá. Chị La CD. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 777 ạ. Chị nào lấy được em này nhá thì comment cho em mã số là 777 thoải mái nhá, dưới 60 cân quay đầu về vẫn mặc được em. Mã 777 cho em này. 55 60 cân thoải mái, mã số là 777. Em có một em size S, size bé nữa các chị ơi, tay của em này sẽ là tên chuông. Em này sẽ là kiểu dáng crop top mặc cho em dưới 50 cân ạ. 40 50 cân quay đầu về một em len xanh cổ Việt dáng crop top cho chị em mình luôn nhá. Em này có giá tiền là 80.000, mã số em này là 2126 ạ. Mã 126 80.000 cho em nhá. 40 50 cân quay đầu về mã 126 80.000. Em thấy gì nó đanh lắm, nó dày lắm mọi người ạ. Nên là chị nào thích kiểu đanh dày thì lấy em đấy nhá. Tiếp theo em có một con này nữa này, màu vàng. Con này sẽ là len thừng tay, tay của em này sẽ là tay kiểu form tay rộng ấy mọi người. Đây cho chị em mình nhìn con này cho em nhá. Cái con này giúp em này. Mặc M. 26 chị Nguyễn Hương. Ôi thoải mái, con này 58 cân mọi người nhá. 54 cân tối đa là 58 cân này. 54 58 cân quay đầu về các chị lấy được con này giúp em mọi người nhá. Chị nào lấy được con này comment cho em mã số là 307 80.000 ạ. 307 80.000 mọi người lấy được con này cho em nhá. 307 80.000 em đang không hình dung ra được con nào luôn chị ạ. 307 80.000. Em có thêm một em này nữa mọi người nhá. Cái con này cái cổ xinh cho các chị ơi. Con này len của em này là kiểu dáng là len lông cừu siêu xinh em này. Mặc em này cho em dưới 57 cân.
53, 54, 57 cân quay đầu về là cái con len, len kẻ màu ghi này mọi người nhá. 80.000 ạ, mã số là 766 ạ. 766 80.000 nhá, từ 54 cân tối đa là 58 cân quay đầu về ạ. 766 là em này 80.000 này. 307 chị Hương Lê. 766 là em thấy nhá, 80.000 ạ. Em có thêm một em này nữa này, con này len rất là dày luôn mà mới nhá chị ơi. Mới đen con này luôn. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc M nhá, M và L nhá, 5567 cân mọi người ạ. M và L cho em cái này form rộng và kiểu dáng của em này sẽ là dấu quần. Từ 55 cân, 60 cân quay đầu mình. 766 chị Trang Nguyễn. 80.000 mã số là 582. Chị nào lấy được em này mọi người chốt cho em là mã của em này sẽ là mã số là 582, giá tiền là 80.000 cho em nhá. Thoải mái mặc free size luôn, em này dưới 60 cân quay đầu về là vừa nhá. 582 80.000 cho em này. Em có một con màu cam, con này phải gọi là siêu dày và siêu xinh luôn mọi người ạ. Trời ơi, con này rất là dày luôn mà con này cho em từ 55 cân. Trang Nguyễn à. Có chị đây. Trang Nguyễn xe đi. Đây các chị ơi. 55 cân tối đa là 60 cân quay đầu về, tay của em này sẽ là tay bồng của em nhá. 80.000 mã số là 854. Các chị ơi, dày là con này là len lông cừu này. 80.000 ạ, từ 55 cân 60 cân quay đầu về, mã số là 854. Mọi người lấy con này tí nữa nhá chị ơi, xác lên len ạ, tại vì là len của em ít thôi. Mã số là 854, các chị lấy được con đấy giúp em nhá. 80.000 em lấy được ạ. Một em này 82 chị Thùy Lê. Một em này nữa này, con này vẫn là kiểu dáng mọi người mặc free size cho em, con này thoải mái nhá. Con này không, các chị ơi, con này mặc cho em dưới 58 cân quay đầu về thôi này. 54 cân dưới 58 cân quay đầu về là cái con màu đỏ mặc kẻ tay xanh của em nhá. Em này có giá tiền 80.000, mã số là 381 ạ. Mã 381, mọi người lấy con này cho em nhé, 80.000 cho em. Gạch à, mấy con đỏ gạch à. Đây, không đầu đỏ đây. Em lên đỏ nhá cho chị em mình nhá, lên đỏ nhá. Em này các chị ơi, con này là len thừng và con này sẽ là buộc cái dây ở đằng sau. Con này như là dáng con tốt hay sao ấy mọi người, từ dưới 50 cân nên cho chị em mình thoải mái nhá. Mà con này cho em khoảng từ 45 cân dưới 52 cân quay đầu về đi ạ. 4552 cân màu đỏ len thừng, con này mặc size S cho em nhá. Con này sẽ có mã số là 80.000, mã số là 604 ạ. 80.000 nhá, mã số 604, con này là màu đỏ len thừng mà nó sẽ buộc cái dây ở đằng sau luôn ạ. 804 này 80.000 cho em. 804 nhá, 80.000 cho em nhá mọi người nhá. Em có một con màu đen này, các chị nào thích lấy đen thì lấy này. Đen này sẽ là đen mà có chữ, em có chữ này có họa tiết nha mọi người nhá. Các chị nào thích kiểu có họa tiết thì lấy này, không thích trơn thì các chị lấy được con này xem size M nhá. M. Mà con này xem từ 54-57 cân. U cha. 54-57 cân quay đầu về, các chị ơi, con này đen chữ cho em nhá, con này màu rất là nổi luôn. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 688 ạ. Mã 688, các chị lấy được con này cho em nhá, 80.000, từ 53-54-57 cân quay đầu về là vừa. Mã số 688 80.000 này. 688 mà em về 80.000 cho em mọi người nha. Thêm một con này nữa này, chị nào thích lấy kẻ hồng trắng thì các chị lấy em này. Một em này nữa nhá, kẻ của em này sẽ là kẻ hồng trắng mặc size M thoải mái dưới 55 cân này. 4748 dưới 55 cân quay đầu về, các chị lấy cho con này cho em nhá. Em này có giá tiền là 80.000. Cho chị Tỉnh Nguyễn. 80.000 mã số 215 là con hồng kẻ. 80.000 ạ, mã số 215, các chị lấy cho con này cho em nhá. 215 80.000. Đây, lên con các chị đang bảo lên màu đỏ đúng không? Em có một con này, các chị nào lấy thì con này lấy này. Em này mặc kiểu dáng dấu quần free size, con này sẽ là kiểu họa tiết chám mọi người ạ. Từ 55 cân 60 cân là con này mọi người sẽ mặc đẹp luôn ạ. 55 cân 60 cân quay đầu về, các chị lấy con này cho em nhá. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 592. 592 80.000, từ 55 60 cân quay đầu về nhá. 592 80.000 này. 592 80.000, dáng khoác của em chỉ dẫn vào đây 1-2 cái thôi mọi người ạ, không có rồi ạ. Không phải là không bán đâu mà không có chị ơi. Đây ạ, có một con họa tiết này giúp em nhá. Còn em họa tiết này giúp em này. Em họa tiết này mặc kiểu dáng free size và dấu quần. Mặc dấu quần cho em được nhá, 60 cân quay đầu về mặc vừa này. Từ 55 cân dưới 60 cân quay đầu về, các chị lấy được con này giúp em nhá. Em này sẽ có giá tiền ở đây đó là 80.000, mã số là 666 ạ. Mã 666 80.000 giúp em người nhá, 666 80.000 này. Em này sẽ là có cổ và nó sẽ là sọc đen trắng, con này sẽ mặc mờ sẽ đẹp hơn mọi người nhá. Mà con này cho em từ 53 cân dưới 56 cân 57 cân quay đầu về là cái con sọc trắng này giúp em nhá. Em này sẽ có giá tiền là 80.000, mã số là 349 ạ. Mã số là 349 80.000 giúp em này. 349 80.000 đây. 666 đây. 666 chị Thảo Lũ. Một con màu cam, các chị ơi, một con màu cam nhá. Cam của em này sẽ là kiểu dáng làm, nó là không phải cam quá là chói đâu mọi người ạ. Con này cam nó bình thường, rất là nhạt thôi. Con này ạ. 349 chị Hồng Phạm chị. Mà con này size M. Mà con này M cho em nhá, các chị nhìn tay này, tay của em sẽ là tay vạn thùng. Tay len vạn thùng cho chị em mình luôn nhá, mặc M ạ. Con này từ 50, tối đa là 55 cân quay đầu về, các chị lấy được con này nhá. Em này sẽ có giá tiền ở đây đó là 80.000, mã số là 640. 640 là em về 80.000 mọi người nhá. 640 này, 80.000 cho chị em mình luôn. Còn có một còn có một em này nữa, các chị này, con này sẽ là con này còn có một em này nữa, còn giống con lúc nãy này, size M.
Tay mặc M và L để mặc được của em nhá. Cho chị em mình nhìn con này của em luôn. Con này phải gọi là siêu dày luôn mọi người ạ. Chị nào mà thích kiếm những cái dòng len dày thì các chị lấy những con này cho em là được. Con này sẽ để dành các chị nào thoải mái. Thôi con này dưới 5, con này 60 cân. 55 cân ạ, 60 cân quay đầu về các chị lấy được con này cho em nhá. Con này có giá tiền là 80.000, mã số là 709 ạ. Mã 709 các chị lấy được con này nhá. Giá tiền em này sẽ là 80.000, con này siêu xinh luôn mọi người ạ. Đây. Con này chị nào lấy mọi người để lại mã số là 709. Em làm nút len rồi em lên nhá. 709 80.000 tại vì là 640 chị Trang Nguyễn. Len thì nó không có nhiều ấy nên là em sẽ cố gắng em lên nhanh áo len và sẽ lên với mọi người quần tại vì là quần nó không có nhiều đâu mọi người ạ. Quần có ít thôi không có nhiều đâu. À, em sẽ lên với mọi người áo len hết xong rồi là lên quần mọi người nhá. Mặc M này con này cho em này, mặc con này cho em dưới 57 cân quay đầu về vừa nhá. 50 cân tối đa là 57 cân quay đầu về thì các chị lấy con này cho em này. 80.000 ạ, mã số là 356 ạ. 356 lấy em này 80.000 cho em nhá. Nếu mà chị nào lấy thích lấy kẻ xanh thì lấy này. 356 80.000. Con này đẹp, các chị siêu xinh em lấy luôn, chị nào mà thích kiểu len bình thường lấy con đấy này. Các chị lấy được con này cho em này, cái con này là cổ chữ V cho em nhá. Một em này nữa này, cái này sẽ là cổ chữ V cho chị em mình luôn. Em này để dành cho chị nào mặc cho em size S rồi, mà con này cho em từ dưới 53 cân đổ về rồi ạ. 45 cân dưới 53 cân quay đầu về, các chị lấy được con này giúp em nhá. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 244 ạ. Mã 244 80.000 size S ạ. 80.000 S này, mã số là 244 nhá mọi người nhá. 244 lấy em đấy giúp em nhá. Em có thêm một em này nữa này, con kẻ này, con này là len lông cừu siêu xinh em này luôn. Con này thì nó sẽ dày, được cái là nó dày mọi người nhá. Đây. Nó dày cho em này. Con này sẽ để dành các chị nào mặc cho em size L, XL để mặc được con này nhá. Con này các chị thoải mái này, dưới 62, 63 cân đều mặc được, dưới 65 cân ạ. 55 cân đổ lên nhá và dưới 65 cân quay đầu về nó sẽ là dáng len free size cho chị em mình luôn. Em này có giá tiền là 80.000. 356 chị Lã. Mã số là 375 ạ. 375 là em này nhá, giá tiền em này sẽ là 80.000, chị nào lấy được chốt cho em mã số em này là 375 80.000 này. 375 80.000. 244 chị Ngọc Candy. Em có thêm một em này nữa này, cái con này thì sẽ là bụng lờ đằng trước, em này là áo len màu xanh, con này dưới 53 cân đổ về tay vòng này. 45 tối đa là 53 cân quay đầu về, con này các chị mặc xong nhá, các chị buộc cho em cái dây nơ ở đây được chưa ạ? Em này có giá tiền là 80.000, mã số của em này sẽ là mã số là 208. 208 80.000 size S dưới 52 53 cân đổ về giúp em mọi người nhá. Chị nào mặc S này thì lấy con đấy thôi nhá. Màu xanh cổ bụng lờ ấy mọi người, có cả giá tiền chỉ là 80.000 thôi nhá. Một em này nữa này, chị nào mà thích cái kiểu dáng len dày lại thèm có một em nữa, con này là dòng len dày nữa, các chị là size M. Mặc M chị Đan Nguyệt. Mặc M này con này 55 cân. 50 cân tối đa là 55 cân quay đầu về màu xanh tay chuông nhá. 80.000 mã số là 702. 80.000 ạ, chị nào lấy được con của em đang mặc ạ? 28 chị Hằng Hà. Mã số là 702 này, em này có giá tiền là 80.000 mã 702 nhá. Một con màu đen, các chị ơi con màu đen này phải gọi là siêu dày luôn, của đang len thùng ạ. Một em màu đen len thùng các chị ơi, con này sẽ mặc cho chị em mình size M và L. 5558 60 cân quay đầu về, các chị mặc vừa con này giúp em nhá. 5560 cân quay đầu về, chị nào lấy được em này chốt cho em mã số em này là 245 80.000 ạ. 245 80.000 nhá, con này vẫn mặc được kiểu dáng free size. 60 cân quay đầu về đều mặc được giúp em nhá, các chị nhìn này, đẹp chưa này. Cái con này là len thùng, nếu mà chị nào muốn dòng len dày thì lấy em này giúp em. Mã số em này là mã số là 245, giá tiền em này sẽ là 80.000 nhá, dưới 60 cân quay đầu về mã 245. 245 các chị lấy em đấy giúp em nhá. Con em này nữa này, các chị này từ từ đấy em một tí này, cái 72, con này. Chị Khánh Vân. Con này các chị mặc cho em size S. Mặc S cho em các chị ơi, con này mặc cho em dưới 52 cân ạ, 45 52 cân. 45 cân ạ, dưới 52 cân quay đầu về lấy được em này, mặc con này size S cho người nhá. S cho em ạ. Chị nào lấy được em này comment cho em mã số em này 728 80.000 ạ. 728 lấy em này 80.000 size S người nhá. 728 80.000 S, chị nào thích S thì các chị lấy được con này. S thì lấy được con đấy để em mua chút xíu chị ơi. Một con này nữa này, con này là cổ chữ V, con này là màu be kẻ. Đây, cho chị em mình nhìn con này của em luôn. Màu của em này sẽ là màu be kẻ cho chị em mình luôn ạ, màu be kẻ cho em nhá. Em này kiểu mặc trễ mai cũng được luôn ạ. Con này thoải mái dưới 57, 58 cân đổ về. 54 cân tối đa là 58 cân quay đầu về, các chị lấy được con này giúp em nhá. Em này sẽ có giá tiền là 80.000, mã số em này là 754 ạ. Chị nào lấy được em này các chị chốt cho em ạ. Mã của em này sẽ là mã số là 754 cho em rồi nhá. 754 con này siêu xinh con này luôn. Nếu mà chị nào thích kiểu dáng là tông màu be nhẹ nhàng thì lấy con này. 754 80.000. 754 này em để 80.000 cho em nhá. Đây, chị nào thích xanh kẻ này, con này sẽ là kiểu dáng free size này. Free size con này cho chị em mình luôn, thoải mái 65 cân các chị ạ, con này đẹp. Nhưng mà con này chị nào mặc cho em size L, XL nhá mọi người nhá. Để em xem con này xem nào. Con này phải mặc cho em là L, XL đấy mọi người ạ. Con này mặc cho em dưới 65 cân quay đầu về là mặc em này, con này đẹp này, nhưng mà con này mặc hơi to một tí mọi người nhá. Mà chị nào mặc cho em từ 57 cân ạ. 57 cân đổ lên và tối đa là 65 cân quay đầu về, các chị lấy được con này cho em nhá. L, XL. Em này có giá tiền là 80.000. 754 chị Trang Nguyễn. Mã 423
80.000 cho em ạ. Đây thoải mái 5-7-6-5 cân quay đầu về nhá. Quay lại 80.000 thôi, mã số 423. 80.000 mã 423. Có một em len này, các chị ơi, len lông này, con này là màu xanh kẻ, rất là xinh con này luôn. Len lông xanh kẻ nhá mọi người nhá. Chị Đào lấy em này đây này, len lông này xanh kẻ cho chị em mình luôn, 60 cân đổ về mặc vừa các chị ơi. Con này mặc cho em đẹp này, từ 55 cân tối đa em này sẽ là 60 cân quay đầu về, các chị lấy được con này cho em mọi người nhá. 55 60 cân, em này sẽ có giá tiền là 80.000, mã số là 256 ạ. Mã 256 các chị lấy được con này cho em nhá. Giá tiền em này sẽ là chỉ có 80.000 thôi mọi người ạ. Mã 256 là các chị lấy con xanh này cho em này. 256 em này có giá tiền là 80.000 thôi em nhá mọi người nhá. Em có thêm một em này nữa mọi người ạ. Cái con này cũng siêu xinh, cái con này là màu xanh này. Màu xanh họa tiết hoạt hình cho chị em mình luôn nhá. Màu xanh này, họa tiết của em này sẽ là họa tiết hoạt hình. Em này sẽ là kiểu dáng free size cho chị em mình luôn mọi người ạ. Con này thoải mái, con này mặc cho em thoải mái dưới 65 cân được ạ. 65 cân được nhá mọi người nhá. 57 cân tối đa là 65 cân quay đầu về, chị nhìn con này của em này siêu xinh chưa? Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 577. 80.000 mã số là 577, các chị lấy con này cho em nhá. 256 chị Đàm Nguyệt. Em có một con chấm, con này màu cái con này kiểu dáng cơ tốt của chị em mình luôn này. Mặc đến đâu rút dây đến đó cho em, con này dưới 57 cân quay đầu về, tay của em này sẽ là tay chuông nhá. 54 cân, 57 cân quay đầu về, dáng cơ tốt màu đen có chữ giúp em này. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 475. 80.000 ạ, chị nào lấy được con này các chị để lại mã số là 475 là con này 80.000 mọi người nhá. 475 là em này 80.000 ạ. 475 80.000 cho em người nhà, chị nào lấy được comment cho em mã số là 475 80.000. Em có thêm một em màu vàng thì đây. Có con màu vàng này đẹp chưa? Chị ơi, con màu vàng này xinh nhá. Em màu vàng này nó sẽ là họa tiết hoạt hình đấy mọi người. Ui, xinh chưa? Em màu vàng này mặc dấu quần, con này chỉ mặc cho em dưới 55 cân. 475 ơi chị Minh Thùy. Dưới 55 cân thôi mọi người ạ, đẹp quá này. 55-56 cân quay đầu về, các chị lấy được con này cho em nhá. 80.000 mã số là 864 ạ. 80.000 các chị lấy được con vàng này, chốt cho em này, mã số là 864 lại này. 577 chị Lã Hà. 864 80.000. 864 là em lấy 80.000 cho em mọi người nhá. Tiếp theo em này nữa này các chị này, con này là cái con này là màu đỏ, con này là len khăn các chị ơi, đây con này là len khăn, ủa siêu xinh em này luôn chị ơi đây. Một em len khăn nhá mọi người nhá. Len khăn cho chị em mình luôn. 864 chị thì len. Xuất sắc chưa? Nhưng mà con này mặc cho em dưới 56 con là đẹp mọi người nhá. Con này thêu này. 100% cái đây sẽ là thêu mọi người nhá. Mà con này cho em từ 50-56 con quay đầu về các chị lấy này. Em này có giá tiền 80.000 mã số là 167. 167 là em len khăn này nhá các chị ơi, 80.000 nó là len thêu nhá. 867 các chị lấy cho em đấy cho em, là chị nào lấy comment cho em mã số 867. Một em chấm bi. Một em chấm bi màu xám size M, 50-55 cân quay đầu về, con này là chấm bi bản to này. 50-55 cân quay đầu về là con chấm bi bản to cho em các chị nhá. Em này có giá tiền ở đây đó là 80.000, mã số là 777. 80.000 là em này, mã số là 177 ạ, mã 177 cho em người nhá. Mã 177. 167 ơi chị, bị xám bị xa. Mã 177 các chị nhá. Một em này nó này trời ơi siêu xinh, nó là màu trời ơi con này đẹp quá các chị ơi, con này không đẹp không lấy tiền con này luôn. Cái con này các chị nhìn này, cổ cao và em này, con này con này là dáng khoác len đấy mọi người ạ. Cổ của nó vừa là cổ cao được nhá các chị nhá, hoặc là các chị bẻ cổ xuống để nó thành cái có cổ này. Mặc mờ là con này đẹp nhất, con này mặc cho em từ 54-58 cân. 54-58 cân quay đầu về là em khoác len màu xanh than xanh coban nhá. 80.000 ạ, mã số em này là 200. Mã 200 là em này 80.000 nhá, chị nào lấy được em này 80.000 200 là nó khoác len ạ. 80.000 lấy được em này, mã của em này sẽ là mã số 280.000 ạ. Em có một em này nữa các chị nhìn này, cái con này cổ rất là xinh cho chị em mình luôn nhá. Em này thoải mái mặc cho em dưới 60 cân nhận được nhá các chị ơi, 55-60 cân lấy con này. Tay form rộng màu đỏ kẻ cho em nhá. Đây các chị nhìn đi, 55 cân, 60 cân quay đầu về. 200 đưa chị 6 thì. Con này á chị nào lấy được em này ạ, con này 80.000 mã số là 708 ạ. 80.000 lấy được em này nhá, mã số là 708. 177 ơi chị Trang Nguyễn. 708 lấy em này 80.000 cho em nhá. Em có thêm một em này nữa này, cái con này làm chám vàng. Một em chám vàng nữa các chị ơi, một em chám vàng cho em nhá, cái con này xinh nè. Cái con này xinh nè các chị ơi, cái con này, cái con này mặc lệch vai được các chị này. Nó là kiểu dáng là áo lệch vai, con này 60 cân. 55 cân, 60 cân quay đầu về, con này là kiểu áo lệch vai mặc rất là xinh luôn. 80.000 mã số là 663, con này mặc lệch vai xinh quá các chị ơi. Mã số 663 là 7 link thanh mới là sau xin thông tin là chị với 7 link nào chị Cam Nhật Hạ. 80.000 cho em nhá, cái con này có cổ đẹp xinh quá chị ơi nè. 57-58 cân đổ về cho em mọi người nhá. 55 cân, 57-58 cân quay đầu về lấy con này. 80.000 mã số của em này là 374. Chị nào lấy được em này các chị để lại mã số là 374. 80.000 lấy được con này cho em nhá, con này xinh quá. Theo con này là khoác len này. Một em khoác len theo nổi cái phần tay 163 chị Cam Nhật Hạ. Khoác len các chị ơi, theo nổi
này quá xinh, quá xuất sắc, em này luôn mặc M. Quay mặc cho em M, con này thoải mái, các chị mặc cho em dưới 55 cân. 47, 48 cân, tối đa là 55 cân, quay đầu về lấy em này. Em này 80.000, mã số là 388 ạ. 80.000 lấy em này, mã số là 388. 374 chị cam nhận ha. 388, 80.000 lấy em nhé chị ơi. Một con này nữa này, cái con này màu của em này thì nhẹ nhàng, đây con màu cam. Em màu cam tông màu nhẹ nhàng này dành cho chị nào dưới 58 cân. 54 cân, 58 cân quay đầu về là em màu cam nhẹ nhàng lấy giúp em nhá. 80.000 ạ, mã số là 308. 80.000 mã số 308 cho em người nhá. 308 80.000. 308 lấy em này 80.000 cho em luôn. Con này màu đen, hình họa tiết hoạt hình. Màu đen họa tiết hoạt hình cho chị em mình luôn nhá. Con này màu vàng, con này siêu xinh con này luôn các chị ơi. Siêu xinh con này luôn. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc M cho em nhé. Con này xinh quá chị ơi, 54-57 cân ạ. 54-57 cân quay đầu về các chị lấy được con này cho em mã dưới 58 cân đấy chị ơi. 54-58 cân ạ. 80.000 mã số 202. Chị nào lấy được em này các chị để lại mã số là 202 lấy em này 8. Con này chị nào lấy 202 lấy con này 80.000 nhá. Con này dưới 58 cân quay đầu về mã số là 202. Hình quả dâu màu xanh này. Hình quả dâu màu xanh các chị ơi, con này thoải mái M. Quay từ 53 con này. 22 chị Trần Hoa. Quay 50-56 cân các chị ơi, con này xinh quá này. 50-56 cân quay đầu về có lên chị ơi, có lên chân váy với quần nhưng mà em làm nốt len nữa tại vì len chỉ còn có vài cái nữa thôi ạ. 50-56 cân quay đầu về em này 80.000 mã số là 852 dâu xanh này. 852 các chị lấy được con này, 80.000 cho em mã số 852 nhá. 80.000 chị nào lấy được em này chốt cho em mã số 852. Chị Trần Hoa cho sách mới cho số công ty và địa chỉ với cho số tiếp chị ơi. Con này nữa mọi người ơi, cái con này xinh này có cái màu đen nhá, con này dày các chị ơi, con này thoải mái size M L. Mặc M đã, con này mặc cho em từ 50-55 cân. 50-55 cân quay đầu về cho em này. 50-55 cân quay đầu về nhá, con này 80.000 mã 125. 80.000 ạ, mã 125 cho em. 852 chị cam nhận ạ. Con này phải gọi là siêu dày và siêu xinh, chị nào mà lấy được con này phải quá là đỉnh chót, các chị ơi con này dày lắm. Và họa tiết con này phải gọi là đẹp quá này. Em màu này sẽ là màu xanh than kẻ, các chị mặc cho em dưới 60 cân ạ. Ủi mặc free size dầu 63 cân quay đầu về. 55 cân đổ lên thì mới lấy nhá và tối đa là 63-65 cân, 55-65 cân. Size M, size L để mặc được con này luôn ạ. Con này có giá tiền 80.000, mã số là 610. Mã số 610 là em này 80.000, con này phải gọi là xinh dã man mọi người ơi đây. Cả 10 các chị lấy được em này giá tiền đây này sẽ là 80.000 cho em người nhá. 80.000 em có một con hình chám rất xinh này, con này S, con này dưới 50 cân ạ. 40-50 cân các chị ơi, con này các chị lấy con ngay con này cho em luôn, con này đẹp quá luôn. 40-50 cân quay đầu về màu đỏ đôi hình chám, 80.000 mã số là 258 ạ. 80.000 lấy được em này, chị nào lấy được con này chốt cho em mã số là 258, 80.000 size S. 258, 80.000 lấy con này size S đi cho em nhá. Một con di lê size M. Di lê này các chị mặc cho em M này các chị ơi, 50-55 cân quay đầu về màu xanh than kẻ ở cổ rất là xinh luôn. 50-55 cân quay đầu về xanh than kẻ cho em nhá. 80.000 mã số 214 ạ. 80.000 mã 214 di lê xanh than size M. 610 chị Đàm Nguyệt. Một con chữ này xinh của các chị ạ đây. Một con chữ này rất là đẹp luôn. 258 chị Hằng Xuân. M các chị ơi, con này mặc M rồi, con này M rồi các chị ơi, M rồi. Rồi 55 cân quay đầu về màu xanh than chữ mọi người nhá, size M cho em là 50-55 cân. 50 cân tối đa là 55 cân quay đầu về để các con này giúp em nhá. 80.000 mã số là 713. 80.000. 214 chị Toan Trần. 214 à, 60, chị nào lấy được con này chốt cho em 713. 214 chị Toan Trần không giấu. 713 80.000 giúp em. 713 80.000 này. Em có một con này là cổ lọ, các chị ơi, con này màu xám, con này xinh lắm. Con này các chị mặc cho em từ 54-57 cân thôi nhá. 54 cân, tối đa là 57 cân quay đầu về. Con này là lông cừu này, màu này sẽ màu xám nha đây. 54-57 cân quay đầu 713, về cho em chị Quang Bích Hợp. 80.000 mã số là 542. 80.000 là con cổ lọ kẻ này cho em mã số 542 dưới 57 cân quay đầu về. 542, 80.000 thôi em. 542 này, con này 80.000. Một con màu xanh, các chị ơi, con màu xanh này quá xinh luôn. Con này các chị ơi, con xanh này cho em size S rồi mọi người nhá. Con xanh này mặc từ 45-52 cân mặc S này. 45 cân tối đa là 52 cân. Chị Huyền Nguyễn size S. Con này các chị mặc S cho em mọi người nhá. 80.000 mã số là 988 ạ. Mã 988, 80.000. Mã 988 là em này 80.000 thôi em ạ. 988, 80.000 nhá. Màu đỏ này, màu đỏ họa tiết cho em này. 988 chị Lê Ngọc Diệp.
Em này dành có chị nào dưới 60 cân mặc được ạ? 55-60 cân nó là dáng free size dấu quần. Em này sẽ là dáng free size dấu quần mọi người nhé. Con này sinh ngày từ 55 cân, tối đa là 60 cân quay đầu về lấy con này cho em ạ. 80.000 mã số là 363. 80.000 ạ, chị nào lấy được em này chốt cho em mã số là 363. 80.000. Ai già, ai già. Kinh đấy. Một con này nữa, chị nhìn qua con này của em nhá. Màu này sẽ là màu cam này. Màu cam này size LXL. Cam này dưới 65 cân vẫn mặc được ạ. 57 cân tối đa là 65 cân quay đầu về chị nào con này cho em nhá. 57-65 cân 80.000 mã số là 3839. Mã 839 các chị lấy con này cho em nhá. Chị nào lấy được con này comment mã số 839. 839 dưới 65 cân quay đầu về là vừa mã 839 cho em. 839 nhá. Con này là len lông thỏ chơi. Len lông thỏ cho em dưới 55 cân quay đầu về là vừa này. 50 cân tối đa là 55 cân quay đầu về màu trắng. Khách mới cho shop xin thông tin địa chỉ. Màu trắng len lông thỏ. Con này ạ, 80.000 mã số là con này thôi, con này bị màu nhiều quá thì bỏ qua. Một con này các chị ơi, một con màu vàng đi, con này là khoác len. Khoác len này các chị này. Khoác len cho chị em mình luôn. Cái con này, cái tay của em này kiểu có cái dây ấy, các chị có dây này rút này xinh này. Em này mặc cho em dưới 53 cân mọi người nhá. 4553 cân này con siêu xinh. 4553 cân quay đầu về lấy em này 80.000 mã số là 553. Con này khoác len sẽ có cái dây rút mọi người nhá. Cái dây rút này về mọi người tự buộc lại giúp em được chưa ạ? Tự buộc lại nhá. Con này 53 cân quay đầu về cho em size S mã số là 533. À mã số là 553. Mã 553 mặc cho em size S mọi người nhá. 553S. 553 size S của em mọi người nha. Cái con này siêu xinh luôn. Con màu hồng này cho em, con hồng này cổ lọ siêu dày. Con này 55 cân 60 cân con này vẫn mặc được. 55 cân 60 cân quay đầu về con này vẫn mặc được nhá. 80.000 mã số 218 mà con này siêu xinh. Con này có đính tán. À con này sẽ có đính ngóng ánh ở đằng trước ạ. 55 60 cân quay đầu về là vừa. Chị nào lấy được em này các chị để lại mã số là 218. Giá tiền em này sẽ là 80.000. 80.000 mã 218. Đây em có một con cánh rơi màu xanh các chị ơi. Con này cổ lọ nha, con này các chị mà con này thoải mái dưới 60 cân. 60-65 cân. 218 chị Minh Anh. 57-65 cân con này kiểu dáng cánh rơi cổ lọ màu xanh dương mọi người nhá. 57-65 cân quay đầu về các chị lấy con này. 57-65 cân 80.000 mã số là 480 ạ. 480 cho chị em mình luôn nhá. Chị nào lấy được chốt cho em mã số 480. Mã 480 chị lấy con đấy cho em nhá. Một con len lông thỏ cho chị em mình luôn, màu vàng size M, có thể dưới 55 cân mặc được cho em nhá. 47-48 cân dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy được con này cho em ạ. Giá tiền em này sẽ có giá là 80.000, mã của em này sẽ là mã số là 324 ạ. 324 80.000 dưới 55 cân nhá. 480 cho chị Minh Anh. 324 này em này 80.000 con này. Đẹp quá các chị ơi. Em rất là thích con này luôn. Con này cổ chữ V này. Cổ chữ V 60 cân đổ về con này vẫn mặc được, nhưng mà cái con này các chị mặc hai kiểu luôn. Một kiểu là các chị mặc thành cổ chữ V như này, và một kiểu các chị mặc kiểu lệch vai cho em, con này xinh quá này. 54 cho chị Lê Ngọc Diệp. 55-60 cân quay đầu về 80.000 mã số 389, con này siêu xinh mọi người ạ. Chị nào lấy được em này ạ, các chị chốt cho em mã của đây sẽ là mã số là 389, lấy em này cho em nhá. 389 80.000. Đây một em đỏ này, một em màu đỏ họa tiết cho em nha mọi người nha. Đỏ họa tiết này mặc cho em từ 55-60 cân, mặc size ML. ML cho em mọi người nha. Từ 55 cân 60 cân quay đầu về M và L 80.000 mã số là 153. 80.000 mã 153 M và L này. 389 cho chị Việt Hàng. 55-60 cân quay đầu về mã 153 80.000. 153 80.000 cho em nhá. Con xanh này mặc mờ này, con xanh này từ 50-56 cân này các chị này. Xanh này đẹp quá này. 50-56 cân quay đầu về các chị lấy con màu xanh này cho em ạ. 80.000 mã số là 255 ạ. 80.000 ạ, chị nào lấy được con này chốt cho em mã số 255 80.000. 255 80.000 cho em nhá. 255 80.000 các chị lấy được con đấy cho em nhá. Em có một con này kiểu là len khăn free size dưới 65 cân đều mặc được. Cứ dưới 65 cân là mọi người sẽ mặc được con len khăn này của em luôn, dáng free size cho chị em mình luôn. Em này các chị ơi có giá tiền là 80.000, mã số em này sẽ là mã số là 383. 383 80.000. 383 80.000 em chuẩn bị lên chân váy đây. 383 80.000 cho em ạ. 383 này em lấy 80.000 cho em nhá, con này siêu đẹp con này luôn các chị ơi. 383 80.000 này con đấy cho em nhá. Một em này nữa này, con này phải gọi là không có gì phải chê luôn, con này chỉ có một em duy nhất và một em cuối cùng thôi. Con này 60 cân, 55-60 cân quay đầu về con này trắng vàng. 383 chị Hoài Thu Nguyễn. Con này mặc cho em từ 55 cân 60 cân quay đầu về lấy con này cho em nhá. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 532. 532 80.000 cho em mọi người nhá, dưới 60 cân này. 532 80.000. Một con len khăn nữa free size tiếp, con này dưới 60 cân, dưới 65 cân nhá. Một con màu đỏ nữa này, free size tiếp mọi người ơi, con này dưới 65 cân.
dưới 65 cân quay đầu về lấy con này. 80.000 mã số là 432. 80.000 mã 432 cho chị em mình luôn, chị nào lấy nào. 432 80.000 free size dưới 65 cân. 532 chị Yến Ori. Một em màu vàng. Một em vàng, các chị ơi, con vàng này xinh này. Cái con vàng này giúp em mời nhá, một em vàng nhá. 432 cho chị Hiền chị. Vàng này mặc cho em từ 50-56 cân xinh này, màu vàng nhạt các chị ạ, 50-56. 50-56 cân quay đầu về giúp em này sẽ có giá tiền là 80.000, mã số là 639, màu vàng nhạt. Mã 639, 639 80.000. 639 là em này 80.000 cho em mua, chị nào lấy được chốt cho em 639 80.000. Một con màu vàng, con này cũng rất là dày luôn, cho chị em mình nhìn con này của em nhá, con này dày này. Và nó đanh. Nó dày và nó khá là đanh, con màu vàng này luôn. Em màu vàng này mặc được hai kiểu, đó là một kiểu lệch vai và một kiểu cổ chữ V cho em mọi người nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em mã đầu từ cho em là 53-57 cân này. 53-54-57 cân quay đầu về là cái con màu vàng này giúp em nhá. Màu này sẽ tông màu vàng nhạt hơn con lúc nãy ạ. À. Em này có giá tiền 80.000, mã số là 801 ạ. À. Mã 801 là em này 80.000 nhá mọi người nhá. 801 80.000 này. 801 là em đấy nhá, chị nào lấy được comment cho em mã số 801 80.000. 801 80.000 nhá. Đây em có một con nữa, con này thoải mái dưới 65 cân. Vậy nếu mặc đẹp nhất cho em từ 57-65 cân quay đầu về, con này giống một con lúc nãy luôn. 57-65 cân quay đầu về, con này tay bồng siêu dày 80.000, mã số 210. 80.000 lấy được em này ạ, chị nào lấy được em này mã số là 210 con này nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Anh. 210 dưới 65 cân quay đầu về nhá. Rồi 65 cân quay đầu về mã 210 cho em nhá mọi người nhá. Tiếp theo một em màu đỏ này, con này cổ em này là cổ lông luôn mọi người ạ. Màu đỏ cổ lông cho chị em mình luôn nhá. Đây. Một em màu đỏ cổ lông cho chị em mình luôn này. 210 với chị Hiền Mai. Dưới 55 cân. Chị Nguyễn Hồng Anh, anh mới cho shop cho chị ơi. 4718 cân dưới 55 cân quay đầu về màu đỏ. Em này 80.000, mã số là 377. 377 80.000. 377 là em này 80.000 cho em nhá. 377 80.000 này. Có một con này nữa, cái con này sẽ là di lê, váy di lê dưới 60 cân. Con này váy di lê này mặc cho em từ 55 cân ạ chị ơi. Từ 55 cân, 60 cân quay đầu về là con di lê này mặc đẹp ạ. Em này 80.000, mã số là 234 ạ. 80.000 là em này, mã số 234, 80.000. 234, 80.000 nhá. Con này là khoác len 377 ơi chị Tâm Nguyễn. Khoác len free size. Em khoác len này mặc cho em đẹp nhất cho em từ 55-60 cân quay đầu về. Con này là khoác len 80.000 đúng không người ạ. 55 cân, 60 cân quay đầu về là em khoác len này 80.000, mã số là 10. 80.000 là em này, mã số là 10 cho em người nhá. 10, 80.000 này. 10, 80.000 cho em. Một em màu đen, con này mặc size M, con này siêu dày size M cho em nhá. 50-55 cân màu đen này. 50-55 cân quay đầu về là em áo len này cho em là 80.000, mã số là 740. Mã 740, 80.000 cho em người nhá. 740, 80.000. 740, 80.000, các chị lấy cho con này cho em này. 740, 80.000. Một con màu vàng, chị nào thích vàng cổ cao không ạ? Chị nào thích vàng cổ cao không mặc mờ cho em nhá. 4748 dưới 55 cân quay đầu về, các chị lấy cho con này cho em ạ. 4748 dưới 55 cân quay đầu về 80.000, mã số là 262. 740 chị Lã Hà. 80.000 mã số 262. 80.000 mã 262 cho em luôn. Một em này nó là con này màu, em này sẽ màu đỏ đô, có màu đỏ rượu vang 60 cân đổ về. 55 cân 60 cân quay đầu về màu đỏ rượu vang cho em nhá. 80.000 mã số là 974. Mã 974 là em này 80.000 cho em nhá, dưới 60 cân quay đầu về. 974 là em này 80.000. 80.000 mã 974, con này cũng free size 60-65 cân mặc đẹp này. Con này đẹp quá, 60-65 cân. Số 10 cho đây. Chị Nguyễn Hoàng Anh. Trời ơi. 60-65 cân quay đầu về lấy được con này cho em nhá. 80.000 mã số là 697. 697 80.000 từ 60-65 cân quay đầu về ạ. 697 80.000 này. 697 80.000 lấy em lấy cho em nhá. Một em màu vàng, con này thoải mái mặc mờ. Em màu vàng này mặc cho em từ 54, tối đa là 57 cân quay đầu về mọi người nhá. 54-57 cân quay đầu về, con này là màu vàng chấm bi. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 125. 80.000 em này mã 125. 974 chị Hoàng Giang. Em này sẽ là dáng khoác các chị này. Cái con khoác này siêu xinh, con này nam nữ mặc được dưới 55 cân đổ về giúp em ạ. Con này đẹp quá. Mà con này từ 48 cân, tối đa là 55 cân quay đầu về, nó là khoác. Em này có giá tiền 80.000, mã số là 654. 654, 80.000. 262, chị Nguyễn Hoàng Anh. 125, chị Minh Duy. Một con màu tím, con này là len thừng mắc, con này 60 cân mặc được rồi các chị ơi. Mặc em này cho em từ 55 cân, tối đa là 60 cân quay đầu về màu tím nhá. 55, 60 cân quay đầu về màu tím cho em nhá. Em này sẽ có giá tiền là 80.000, mã số 268, M và L.
60 cân đổ về mã 268 80.000. 654 chị Hiền Phan. 268 80.000 mua màu đỏ đấy. Siêu đẹp, nó là len khăn, màu đẹp hơn. Cánh rơi dưới 60 cân. Nhìn này, tay của nó là tay theo, tay len móc mọi người nhá. Từ 55 cân, 60 cân quay đầu về, các chị lấy được con này xem ạ. Em này sẽ có 654 chị Hiền Phan. Em này sẽ có giá tiền là 80.000 đấy. 268 chị Việt Hà Nguyễn. Con này sẽ có giá tiền là 80.000, mã số là 720 M và L. 720 80.000 cho em ạ. Chị nào lấy được em đến mọi người comment cho em mã số là 720 80.000 nhá. Một con này nữa, con này màu cốm, con này siêu dày tại vì con này là len thừng. Một con siêu dày màu cốm len của em này len thừng. 5765 cân quay đầu về. Nhắn tin cho shop chị ơi. 5765 cân quay đầu về lấy con này. 80.000 mã số là 670. Chị Khánh Vy. Mã số 670 80.000 cho em luôn. 5765 cân quay đầu về cho em nhá. 670 80.000. Viên hàng. Len lông cừu này. Rồi con một trắng len cừu 60 cân. 5560 cân quay đầu về một em len lông cừu cho em các chị ơi. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 301. 301 80.000. 670 chị Minh Mắc. 5560 cân quay đầu về cho em nhá. Em này lông cừu ạ, 301 80.000. 301 em này 80.000, có nốt hai con len nữa là hết các chị ơi. Nốt hai con len nữa chị em mình sẽ chuyển sang chân váy và quần nhá. Chuyển sang chân váy và quần cho em nhá. Con này các chị ơi, con này mặc cho em thoải mái free size này. 57 cân tối đa là 65 cân quay đầu về là con đen cổ chữ V này nhá. 5765 cân quay đầu về cho em. 80.000 mã số là 369. 369 80.000. Cho xong đi công ty địa chỉ và cho tiếp dần Minh Bắc. 301 chị Lã Hà. Free size 70 cân đổ về đều vừa này. 60-70 cân quay đầu về dáng free size cho em nhé. Con này cổ lọ màu đen. Dưới 70 cân đổ về và 60 cân đổ lên. 80.000 mã số là 890. 890 là em này 80.000 ạ. 890 89 chị Điệp Hoàng. Một con áo len các chị ơi, con này các chị này thô bí đấy. Mặc đường này, mặc mờ. Mờ cho em ạ, màu xanh rêu. 50-55 cân quay đầu về lấy được em này. 80.000 mã số 275. 80.000 mã 275. Chị Điệp Hoàng hãy nhớ cho shop xin thông tin địa chỉ chị ơi. 890 chị Tuyến Nguyễn. Free size tiếp các chị ơi, con cuối cùng của áo len dưới 60-65 cân. Thoải mái nhá. 60-65 cân quay đầu về free size cho chị em mình luôn. Em này có giá tiền là 80.000, mã số em này là 129. 80.000 mã số là 129. Hết áo len mọi người nhá, lên chân váy này. Hết áo len rồi, bây giờ em sẽ lên chân váy mọi người ơi. Em sẽ lên chân váy nhá. Em chân váy sẽ đồng giá 80.000 ạ. Chân váy đồng giá 80.000 cho em luôn, chân váy nhung này. Chị đây. Chân váy nhung các chị ơi, con này dập ly màu này, màu rượu vang. Một em chân váy nhá các chị ơi, con chân váy này, con này chân váy nhung. Em này sẽ để dành các chị nào có số đo eo cho em, đó là eo từ 70, eo 70 80 size ML. Eo 70 80 để con chân váy này cho em nhá. 80.000 mã số là 623. 623 80.000 cho chị em mình luôn này. Eo 70 80 quay đầu về, mã số 623 80.000. Một con chân váy này, con này sức sắc siêu xinh con này luôn các chị ơi, một con kẻ nhá. Một em kẻ caro chị em mình luôn này. Em này sẽ để dành các chị nào mặc cho em có số đo eo ở đây, đó là eo của em này là eo từ 6670 cho em các chị ơi, SM. Eo 6670 là con này size SM cho em nhá. Em này có giá tiền trên máy nhung ạ. 80.000 mã số là 547. 547 80.000 các chị ơi. 623. 623 chị Cam Nhật Hạ. Một con này nữa các chị ơi, con này là chân váy nhung, nó có phối ren ở bên ngoài này. Con này có phối ren ở bên ngoài nhá. Em này sẽ là co giãn thoải mái. Co giãn thoải mái cho em mình luôn. Em này để dành các chị nào có số đo eo cho em nhá. Eo của em này mọi người mặc cho em từ eo 60-70 ạ. 547 cho chị Nguyễn Tuyết Minh. Eo 60-70. Eo 60-70 quay đầu về 80.000. Mã số em này là 415. 415 80.000. Eo 60-70 quay đầu về. Một em chân váy, con này là chân váy của một lòng thiết kế các chị ơi. Ren theo nổ 100% ở bên ngoài cho em nhé. Con này siêu xinh các chị nhìn đây. Màu em này ạ. Màu em này sẽ là màu be ren theo nổ bên ngoài nhá. Em này để dành các chị nào có số đo eo ở đây, đó là eo từ 62 tối đa là 66 ạ. Eo 6266 là con này 80.000 mã 105 ạ. 80.000 lấy được em này mã 105 nhá. Eo 6266 này. 415 chị Lương Thu Thủy. Một em chân váy dạ màu ghi đá chị ơi đây, chân váy dạ nhá. Một em nữa này, con này chân của em này sẽ là chân váy dạ nhá. Chân váy dạ màu ghi đá này. Em này để dành các chị nào mà có số đo eo cho em, đó là eo từ 68 tối đa là 72. Eo 68 nhá các chị ơi, eo 68 tối đa là 72 này. Eo 6872, em này có giá tiền là 80.000 mã 135. 80.000 mã 135, eo 6872, 80.000 mã 135.
80.000 mã 135 cho em luôn. Em có thêm một em này nữa, chị đây con chân váy kẻ caro này. Chân váy kẻ con này là kiểu dáng làm, nó là kiểu dáng là kẻ chám ấy mọi người. Chân váy kẻ chám. Em này sẽ để dành cho chị nào mà có số Royal cho em, đó là eo từ 7276, các chị ơi size M và L nhỏ. Eo 7276 á. Eo 7276 đấy em này, 80.000. 135 chị tiếp ạ. Eo 7276 80.000 mã 390. 390 để con này cho em nhá, 390 này. Chị Tuyết Phạm anh vừa cho tin tin để chị với chân váy nhung tiếp chị ơi. Chân váy nhung dập ly 100% và con này sẽ là eo chung 100% thôi em. Các chị nào lấy được eo của em này, eo từ 60 74 ạ. Con này có giãn này, eo từ 60 đổ lên và tối đa là 74 quay đầu về các chị mới lấy này. 80.000 mã số là 427. 390 chị Lê Ngọc Diệp. 427 80.000. Chân váy nhung đấy ạ. Có con chân kẻ caro này. Chị Tuyết Phạm nhắn tin cho sau chị Tuyết Phạm ơi. Đây, một con chân kẻ caro, con này chân váy bút chì. Em này sẽ để dành cho chị nào có số Royal cho em, đó là eo từ 6268, eo từ 6468 ạ. Eo 6468 quay đầu về 80.000 mã số là 785. 785 80.000. 27 chị Hương Linh Nhi. 785 80.000 cho em. Em có một con chân váy nên con này hơi điệu nhá mọi nhá. Con này kiểu cái chân váy nó sẽ là kiểu là chân váy zig zag răng cưa này. Con này sẽ là có cái vạt của nó sẽ hơi điệu một tí xíu này. Eo của em này mọi người mặc cho em đó là eo từ 6670, con này chân váy dạ nhá. Eo 6670 quay đầu về cho em luôn. 80.000 mã số là 484. 484 80.000. 785 chị Trần Ngọc Giang. Đúng rồi, chị Hương Linh Nhi à chị? Ừ. Một em chân váy dạ, con này chân váy xòe này. Một em chân xòe rêu. 785 của chị Trần Ngọc Giang. Một em chân xòe rêu. Em này để dành cho chị nào có số đo eo là eo từ 5862 ạ. Eo 5862 size rất là bé, size S và XS thôi ạ. Eo 5862 em này có giá tiền là 80.000 mã số là 115. 80.000 lấy được em này, chị nào lấy được em này để lấy mã số là 115 80.000. Em có thêm một em này nữa, con này chân nhung này. Một em chân nhung màu be dập ly 100%, dập ly nhỏ. Dập ly nhỏ nhá. Em này để dành cho chị nào mà có số đo eo ở đây, đó là một người mặc cho em này. Eo từ 60-74 ạ. 115 chị Mộc Miên. Có giãn free size. Eo 64-74 quay đầu về là mặc đẹp. Em này có giá tiền ở đây là 80.000 mã 160. 80.000 lấy được em này, mã số là 160 80.000. 160 này em để 80.000 nhá, một em chân váy dạ kẻ này. Một em này nữa này, em này chân váy dạ kẻ, các chị con này xinh này, con này là chân váy bút chì. Yêu cầu con này cao trên 1m60 nhá. Yêu cầu con này sẽ là cao trên 1m60 cho em nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mà có số đo eo ở đây, đó là eo từ 6266 size S. 160 chị Phạm Bông. Eo 6266 này, con này size S cho mọi người nhá. 80.000 mã 290. 80.000 mã 290, eo 6266 80.000 mã 290. Một em chân váy đây nữa, chị là chân váy dạ màu vàng. Màu này màu vàng nhá mọi người nhá, con này chân váy xòe màu vàng. Chân váy xòe màu vàng. Eo của em này mọi người mặc giúp em đó là eo từ 66 tối đa là 70 cho em ạ. Eo 66 70 quay đầu về cho em mọi người nhá. Em này có giá 80.000 mã số là 407. 407 eo 66 70. Chân váy dạ này con này mặc được hai mặt, một mặt là ren và một mặt là chân váy nhung nhá. Con này mặc được hai mặt các chị ơi, thoải mái free size con này rồi. Free size con này mọi người nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc giúp em đó là số đo eo ở đây để em xem nào. Số đo eo ở đây các chị ơi mặc cho em này đó là eo từ eo này thoải mái nhá, eo từ 78 tối đa là 84. Eo 7884 size LXL. 107 chị Hiền Lương. Eo 7884 LXL 80.000 mã số là 854. 854 lấy con này cho em nhá. 854 này. Một em này nữa, con này chân váy len xòe, con này xinh quá dập đi toàn bộ này. Một em chân váy màu nâu và xanh. 290 chị Cam Nhật Hạ. Con này là chân váy len đấy các chị ơi, chân váy len xòe này. Em này eo của em này là eo từ 60 tối đa là 72. Con này có dáng này xinh quá. Eo 60 72 quay đầu về là con chân váy này 80.000 mã số là 223. 223 80.000. 80 chị Võ Lựu. 223 80.000 cho em. Chân váy dạ xòe à, xòe này, kẻ này xinh như này. Một chân váy dạ xòe kẻ con này ạ. Co giãn thoải mái nhá mọi người nhá. Co giãn thoải mái này. Con này mặc con này cho em eo từ 60, eo 60 74. Eo 60 72. Eo 60 72 nhá. 80.000 mã 222 chị. Điệp Hoàng. Mã 222 các chị lấy được con này nhá. 222 eo dưới 72 ạ. Eo dưới 72 là vừa mã 222. Một con này size XS được chân váy len màu cam đất này. Một em chân váy len màu này sẽ là màu cam đất. Em này sẽ để dành cho chị nào có số đo eo đó là các chị ơi eo 60 62 thôi nhá. Con này bé này eo dưới 62 đổ về. Eo dưới 62 đổ về ạ. Eo dưới 62 đổ về 80.000 mã 272. 272 eo dưới 62 đổ về thôi nhá.
nhắn lại. Khách mới nó shop siêu thị là chỉ số điện thoại. L7276 nhá, các chị gọi L7276 này. L7276 cho em luôn 80.000, mã số là 142. Mã 142, L7276 mã 142. Một con chân váy nhung á, chị có này xinh này, con này màu em này rất là đẹp luôn, màu đá, màu em này màu ghi đá. Màu này sẽ màu ghi đá này. Em này sẽ để cho chị nào mà có số đôi eo cho em, đó là eo từ 66 tối đa là 74 cho em luôn cô, dáng thoải mái nhá. Eo 66 tối đa là 74, quay đầu về cho em luôn. 80.000 mã số 281. 80.000 là em này mã 281, 80.000. 584. Một con chân váy này các chị xinh này có cúc ở đằng trước này và con này sẽ là co giãn ở đằng sau. Con này sẽ em chân váy trước A nhé và con này sẽ là chân váy có cúc ở đằng trước cho em nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mặc cho em, đó là eo của em này sẽ là eo từ 64, 64, 68 ạ. 28 rồi chị Võ Lựu. Con này eo 64, 68, các chị ơi eo 64, 68 nhá. Em này có giá tiền 80.000, mã số là 153. 80.000 mã 153, eo 64, 68, 80.000 mã 153. 80.000 mã 153 cho em nhá. Một con này nữa này, con này siêu xinh, cà chu 100%, con này chân váy dạ. Một em chân váy dạ siêu xinh luôn. Em nào các chị mặc cho em đó là eo từ 66 tối đa là 74 cho em là đẹp nhá, các chị xinh này. Eo 66 74 chân váy dạ kẻ. 153 chị định. 80.000 mã số là 367 ạ. 80.000 mã 367 lấy con này cho em nhá. Chị định nhắn tin cho shop, shop nhắn tin cho chị ơi. Một con chân váy xòe kẻ caro này. Xòe kẻ caro chị em mình luôn. Con này em này để lại các chị nào có số đo eo là eo 6266 các chị ơi. Eo 6266 các chị lấy con này cho em nhá. Eo là 6266 này. 80.000 mã 159 ạ. Eo 6266. 367 cho chị con Trần. Eo 6266 80.000 mã 159. 80.000 mã 159 cho em nhá. Cái túi gì đấy? Đến quần nhá các chị ơi. Quần đồng giá 100.000. Quần ở trên này chắc chỉ có khoảng tầm 10 cái thôi mọi người ạ. Quần ở trên này chắc chỉ có khoảng tầm 10 cái thôi, 10 đến 12 cái thôi. 10 đến 15 tầm đấy thôi ạ. 159 cho chị Đinh Thị Thạch. Quần cho em này. Quần nhá chị ơi, quần này chuyển sang quần nhá, hết chân váy rồi. 159 chị. Và em quần này. Em quần này sẽ quần ống đứng. Một em quần ống đứng của chị em mình luôn, màu be. Eo của con này mọi người mặc cho em đó là eo từ 64, 68 ạ. Eo 64, 68 là em quần này giúp em nhá. Em này có giá tiền là 100.000, mã số là 371 các chị ơi. 371, 100.000. Eo 64, 68 là 371, em quần này 100.000. Mã 371, 100.000. Một em quần ống đứng này các chị ơi, đây con này xinh quá này. Tiếp theo có một em quần ống đứng màu ghi. Quần ống đứng màu ghi. Em này sẽ để dành cho chị nào mà có số đo eo cho em, đó là eo của em này sẽ là eo 70-74 ạ. Eo 70-74 quay đầu về lấy em này. 100.000 mã của em này sẽ là mã số là 231. 231 100.000. Con em quần nữa này các chị ơi. Kiểu dáng baggy. Con này sẽ là kiểu dáng baggy, con này là quần dạ. Quần dạ nhá các chị ơi. Em này để dành cho chị nào có số đo eo cho em, đó là eo từ 6266 này. Eo 6266 100.000 ạ. Mã số em này sẽ là mã số là 315. Eo 6266 mã 345. Eo 6266 mã 315 em quần dạ con này phải gọi là quá dày nữa chị ơi, kiểu dáng con này mặc kiểu dáng ôm này. Con này cạp chung 100% nhá. Em này eo của em này cạp chung 100%. Các chị ơi các chị mặc con này eo cho em là con này bé này. Eo chị mặc cho em thoải mái là eo 60 70 thôi, eo 60 68 các chị mặc thoải mái nhá. Eo 60 68 em này sẽ là size S nhá, size S ạ. Con này bên trong của nó sẽ là lót nỉ này. Bên trong là lót nỉ này. Eo 60 68 em này 100.000 mã số là 68 860 ạ. Mã 860 mọi người nhá, 860 con này 100. 860 100. Một em quần dạ nữa các chị ơi, con này kiểu dáng baggy ạ đây. Một em quần dạ em này sẽ là kiểu dáng baggy cho chị em mình luôn. Em này chị nào lấy nào, eo của em này mọi người mặc cho em đó là eo từ 70 76 ạ. Eo 70 76 100.000 mã số là 343. Eo 70 76 không với chị Ngọc Miên. Eo 70 76 lấy em này, mã số em này sẽ là mã số là 343. 343 hôm nay chỉ có quần dạ thôi chị ơi. 343 cho em nhá. Chị nào lấy được em lấy đây là 343. Con em quần này nữa chị lấy con này quần ống đứng, con này quần ống re, con này yêu cầu các chị cao trên 1m60 nhá. Cao trên 1m60 lấy con này cho em nhá. Em này để dành các chị nào có số đo eo cho em đó là eo 66 670. Eo 66 70 cao trên 1m60 thì mới lấy con này cho em nhá. 371 luôn chị Linh Nguyễn. Eo 66 70 em này 100.000 mã số là 343 chị Thủy Tú. 100.000 mã số là 510. 100.000 mã 510 ạ.
đồng giá 100.000, chị nào lấy được cái gì đấy này. Một con quần dạ ống đứng, một con quần dạ ống đứng cho chị em mình luôn ạ. À, em này để dành cho chị nào mà có số đo eo cho em các chị ơi, mọi người mặc này. Mọi người hãy mặc con này cho em, đó là eo từ 64 tối đa là 68. Eo 64-68 chị ơi. Eo 64-68 quần dạ ống đứng. Em này là 100.000, mã số là 396. 100.000 mã 396. Chị Nguyễn Tuyết Minh. 396-100. 396 là em lấy 100.000. 1m57 nhá. Con này sẽ quần kiểu quần lửng ấy mọi người. Con này giống như một cái dáng quần váy luôn. Con này chị nào lấy nào, eo của em này mọi người mặc giúp em, đó là eo của em này sẽ là eo 70-74 ạ. Eo 70-74 quay đầu về em này có giá tiền là 100.000, mã số là 368. 368 là em này, eo 70-74 mã 368. Quần dạ kẻ cho em này. Một em quần dạ kẻ này cho em người nhá. Chị nào lấy nào, con này cà chung kiểu dáng baggy. 396 chị Linh Nguyễn. Màu này sẽ là màu ghi kẻ. Màu ghi kẻ. Em này để dành cho chị nào có số đo eo cho em, đó là eo từ 60-70. Đây này co giãn thoải mái. Eo 60-70 là mặc đẹp nhất của người nhá. Con này chị nào lấy nào. Mã số em này sẽ là mã số là 261. Giá tiền của em này sẽ là 100.000. 100.000 mã số 261. 100.000 mã 261 cho em. Em có một em này màu đen, con này là quần ống đứng, nó là dáng lửng thôi. Ống đứng lửng yêu cầu các chị cao dưới 1m57 nhá. Các em phải, các chị phải cao dưới 1m57 thì lấy. Eo của em này mọi người ơi, các em này eo của em này từ 261 chị Hương Linh nhé. Eo 6672. Eo 66 tối đa là 72 quay đầu về. 100.000 mã số 265. 100.000 mã 265 này. Một em này nữa chị ơi đây. Con này kiểu dáng là quần baggy, quần con này quần xinh này, con này quần kẻ màu ghi hết mọi người ạ. Con này eo chết hoàn toàn 100% nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào có số đo eo cho em, các chị mặc cho em, đó là eo từ 6670. Eo 6670 các chị lấy được con này cho em nhá. Em này có giá tiền 100.000, mã số là 361. 100.000 361 eo từ 6670 là con này. Đẹp quá, eo 6670 100.000 cho em nhá. Mã 361. Một con là quần dạ màu đen, con này là ống suông. Một con quần dạ màu đen có ống suông cho em mọi người nhá. Em này sẽ để dành cho chị nào mà có số đo eo cho em này các chị ơi. Eo của em này mặc cho em đó là eo từ 74-78. Eo 74-78 size L, đó là quần ống suông, chị nào mà thích mặc trên con suông thì lấy, mà size L thì lấy nhá. Size L eo 74-78. Chị Nguyễn Tuyết Minh. 74-78 100.000 mã số là 74 luôn. 100.000 lấy được em này, mã số là 74 cho mọi người luôn nhá. Một em này, con này quần len. Con này sẽ là quần len này, con này phải gọi là con này bo gấu mọi người, con này là quần len lông ấy. Đây này, len lông này, con này sẽ là bo gấu. Len lông bo gấu nhá. Em này để dành cho chị nào có số đo eo cho em mọi người mặc với em này, đó là eo từ 70-76 ạ. Eo 70-76 mặc đến đâu giúp eo đến đấy mọi người nhá. Eo 70-76 em này có giá tiền là 100.000, mã số là 374. 74 chị Hạnh Phạm. 374 chị lấy được con này cho em nhá. Eo 70-76 mã số 74. Một con này là quần kẻ kiểu dáng baggy này các chị ơi. Một con quần công sở kiểu dáng baggy cho chị em mình luôn. Em này để dành cho chị nào có số đo eo, đó là eo 6872. Eo 68 tối đa là 72 quay đầu về cho em nhá. Em này có giá tiền là 100.000 mã số 374 chị Thu Phương. 613. Eo 6872 100.000 mã số 613. 613, một con quần dạ màu đen, con này sẽ là kiểu dáng baggy. Một con quần dạ màu đen kiểu dáng baggy nha mọi người nhá. Em này để dành cho chị nào có số đo eo cho em, đó là eo từ 70-74 ạ. Eo 70-74 quay đầu về cho em người nhá. Đã 100.000 mã số là 216. 100.000 mã 216 nhá. 613 chị Hương Vũ. Một con quần ống suông này. À con này baggy mọi người ạ. Không, con này baggy, con này xinh quá. Đúng không ạ? Con này màu em này hơi ghi một tí này. Một con baggy, con này size L rồi. L rồi chị ơi. Eo của này mọi người ơi, mặc cho em đó là từ eo 74-80. Eo 74 tối đa là 80. Chị Hương Linh Nhi. Eo 74 dưới 80 đổ về cho em luôn. Em này có giá tiền là 100.000, mã số là 239. Eo 74-80 mã số 239 100.000. 239 100.000. 239 này em lấy 100.000 nhá. Một em quần dạ kẻ các chị này. Các chị em mình nhìn con này luôn, baggy này, con này size L rồi. Một em quần dạ kẻ, con này là baggy, con này size L rồi các chị ạ. Con này sẽ để các chị nào mặc cho em, số đo eo của em này sẽ là eo từ 76-80. Eo 76-80 chị lấy con này cho em. 239 chị Hương Vũ. Eo 76-80 giúp em luôn. Em này có giá tiền là 80.000, mã số là 595. 80.000 mã 595. Eo 7 con này ạ, eo 80 đổ về nhá, 76-80 mã 595. Một em quần cuối cùng, con màu be ống đứng. Một em màu be ống đứng cho chị em mình luôn nhá. Con này sẽ dành cho chị nào cao dưới 1m57 là mặc đẹp, tại vì em mặc 1m6 là hơi lửng. Em này để dành cho chị nào có số đo eo cho em, đó là eo từ 60-70 là SM. Eo 60-70 con này ống đứng màu be cho em luôn. Tám con này 100.000 mã số là 365. 365 100.000.
595 nhá chị, con bích hợp. 365 100 nghìn em có một chút váy nhung em bán luôn nhá. Có một chút váy nhung thì em bán luôn này, có một tí váy nhung thì em lấy này. Đầm nhung này các chị ơi, mặc mờ con này mặc cho em dưới 56 cân thôi mọi người nhá. Mà con này cho em từ 53 50 56 cân ạ. À. 50 56 cân quay đầu về màu này, màu xanh bơ. Em này có giá tiền là 120, mã số là 450. 120 này con này mã số là 450. Từ 50 56 cân quay đầu về 120 mã 450. 120 ạ, mã số là 450. Con này kiểu dáng su này siêu xinh, bầu bì bon chen được ạ. Nhưng con này bầu bì thì bon chen được cho em luôn, thoải mái này. Con này thoải mái, các chị mặc hãy mặc cho em con này dưới 57 cân đổ về thôi nhá. Các chị em mình thoải mái tại vì nó là suông mà. Nếu mà các chị thích các chị thêm cho em một cái đai vào đây được chưa ạ? Mà con này cho em từ 53 54 dưới 57 cân quay đầu về, giá tiền là 120 nghìn, nó là váy nhung ạ. 120 nghìn, mã số em này là 448 ạ. Mã 448 120 448 lấy em với 120 ạ. 120 mã số là 448. Em có một con này nữa chị, em con này mặc suông màu bì bon chen được thoải mái dưới 60 cân ạ. Con này không, con này các chị ơi, váy nhung nó không có giãn đâu. Quay dưới 57 58 cân. 5558 cân nhá, dáng suông màu be này, màu nâu be. 5558 cân quay đầu về 120, mã số là 522 nữa chị ơi. Vậy nếu mà chị nào có phụ kiện thêm đai vào nó lại thành sáng lửng. À nó là sáng sáng xòe rồi đúng không ạ? Vậy chị nào lấy ạ? Chị nào lấy được con này chốt cho em mã số em này là 522. 120 ạ. 448 chị Hạnh Phạm. 522 dưới 58 cân quay đầu về 120. 120 mã số 522. 120 mã 522 nhá. Em có một con màu đen này. Con màu đen này nó sẽ có chun, con này mờ, con này dưới 55 cân đổ về vừa nhá. Một con này nữa này, con này bên dưới con nó xanh mờ. 120 nghìn, mã số là 439 xanh mờ nhá. 522 chị Trần Cưng. Eo chun và con này sẽ là, các chị nhìn này, gen rất là đẹp luôn. 47, 48, 55 cân quay đầu về 120 nghìn, mã số là 439. 439, 120. 439 là em này 120 nghìn. 439 là em lấy 120 nghìn cho em nhá. Em có thêm một con chân, con váy nhung này, con này siêu xinh. Con này các chị mặc cho em dưới, con này eo thì eo nhỏ thôi các chị ơi, eo con này eo chắc thì eo 68-70 đây. 53 cân đổ về thôi các chị ơi, con này mặc cho em đẹp này, 53 cân để em xem trên tắc nó là size gì nhá. Vậy 53 cân đổ về thôi, con này cao trên 1m6 thì mới lấy nhá. 53 cân quay đầu về cao trên 1m6, em này có giá tiền là 120 nghìn, mã số là 524. Mã 524, 53 cân đổ về và yêu cầu cao trên 1m6 nhá chị nhá. 120 cho em này, 120 cho em nhá. 120. Một con này nữa các chị ơi, cái con này từ cái con màu đỏ này có dây giúp, con này mặc size S này. Con này mặc size S, con này dưới 50 cân đổ về cho em nhé. Con này sẽ là xòe màu, em này màu rượu vang dưới 50 cân ạ. Dưới 50 cân quay đầu về các chị mặc được con này cho em nhá. Em này có giá tiền ở đây đó là 120 nghìn, mã số là 504. 504 120 nghìn ạ. 120 nghìn mã số là 504. 504 120. 504 này em lấy là 120 nghìn rồi mọi người nhé. Con này siêu xinh. Con này xinh quá này. Con này trên tắc, con này xem mờ. Con này phải xanh mờ, con này phải từ 55 cân đổ về cho em mua con này eo, các chị ơi thêm tay này. 55 cân, 56 cân quay đầu về các chị để mặc được con màu đen này cho em nhá. 120 nghìn, con này mã số là 489. 489 này thì 120 mặc mờ đấy các chị ơi. Thoải mái 53 cân, tối đa 56 cân là mặc đẹp nhất. 53, 56 cân quay đầu về. Chị nào lấy được em này, các chị để lại mã số em này sẽ là mã số là 489. Giá tiền đây này sẽ là 120. 120 mã 489. 489, 120. 489 120 giúp em này. Con em này nữa nhá các chị ơi, cái con này cổ vét, con này xinh cực, con này mặc cho em thoải mái size M, con này 55 cân đổ về đấy ạ. 55 cân đổ về các chị lấy được con này cho em nhá. Màu xanh này con này dày lắm, 120. 120 nghìn size M cho em nhá. Mã số em này là 425. Mã 425 120 nghìn. 425 120 nghìn size M. 425 120 nghìn con này size M cho em nhá. ML này con này thoải mái bầu bí bon chen được, dáng free size. Dưới 5758 cân thôi mọi người ạ, cho chị em mình thoải mái nhá. 5758 cân quay đầu về, em này có giá tiền là 120 nghìn, mã 400. 489 chị Đặng Thịnh. 120 nghìn này, con này mã 400 cho em nhá. Dưới 5253 cân đủ, con này 5758 cân đủ về 60 cân thì bỏ qua nhá, nó là dáng xuông. Chị nào lấy được em này 120 nghìn, mã số em này sẽ là mã số là 400. Mã 400, 120 nghìn. Cho xuất như chị là chị đối tạ chị ơi. 425 chị Nguyễn Thị Thúy. Các chị nhìn này, con này mặc kiểu dáng trễ vai cũng được con này. Cái phần này của nó là chun thoải mái con này, các chị mặc cho em dưới 55 cân. 47, 48 cân dưới 55 cân quay đầu về mặc trễ vai được hoặc là mặc cổ vuông được cho em luôn. SM 47, 48 dưới 55 cân. Những con váy này các chị phải cao trên 1m6 cho em nhá. Em này có giá tiền là 120 nghìn. 400 cho chị Điệp Hoàng. Mã số là 558 ạ. Mã 558 này em này giá tiền em này là 120 nghìn, mã 558. Em có một con này nữa đây các chị ơi, con này các chị mặc
nó cho em 57, 58 cân đủ với con này 57 cân ạ. 57 cân quay đầu về ạ. 54, 57 cân quay đầu về nhá. Màu này sẽ là màu xanh này. Em này có giá tiền là 120.000, mã số là 446. Mã 446 là em này 120 ạ. Trời ơi, hết em bảo mà bồn bồn thường có 6120 làm clip khác á. Em nhớ anh đừng chỉ biết ăn luôn đi, chị like clip mình luôn. 558 chị Hiền Lương. Em có một em này nữa, em này thoải mái 60 cân nhá. Con này tay đẹp này, con này tay đẹp, con này 560 cân. 55 cân, 60 cân quay đầu về, các chị lấy con này cho em vào đây. Con này đẹp quá. M và L, con này cao trên 1m6 nhá. Cao trên 1m6 nhá. 55 cân, 60 cân quay đầu về lấy được con này cho em ạ. Em này sẽ có giá tiền ở đây đó là 120.000, mã số là 462. Mã số là 462. Mã số 462 là em này giá tiền này chị. 462 80.000. 446 chị. Hạnh Phạm. 462 80.000 cho em luôn. Con này chị nào mặc cho em dưới 60 cân bầu bí bông trên được này. 60 cân quay đầu về lấy con này cho em nhé. 120 mã số là 571. 120 lấy con này mã số là 571 cho em 120 này. 571 120.000. 571 120.000 có một con nhỏ nhỏ xinh xinh mặc size S dưới 50 cân cho em này. Mà con này từ 45 tối đa là 50 cân. 45 50 cân quay đầu về các chị lấy được con này cho em nhá. Em này có giá tiền là 120.000 mã số là 554 ạ. Mã 554 các chị lấy được con này cho em nhá. 554 này. 554 các chị em mình là chị nào lấy được con này chốt cho em mã số là 554. 554 các chị lấy được con này cho em nhá. 574 chị Trần Cương. Mã số là 554 nhá. 554 lấy con này cho em này. Một con màu hồng này, cái hồng này thoải mái dưới 55 cân. Hồi này 5556 57 cân các chị 53 57 cân ạ. 53 57 cân quay đầu về lấy được con này. 120 mã số là 521. 521 120.000. 521 120.000 nhá. Con này cục tay xinh quá, con này dài, con này phải cao trên 1m6 nhá mọi người nhá. 55 cân đổ về đấy ạ. Thoải mái 47 48 tối đa 55 cân quay đầu về. Nhưng mà em này các chị ơi, cao trên 1m6, cao trên khoảng 1m65, 1m70 thì mới chốt nhá. Em này có giá tiền là 120.000 mã số là 453. 453 120 ạ. 453 là em này 120 đúng không? 120 để cho em lấy cho em nhá. Các con vải xanh này là nghỉ nhá, chữa ca sau của chị em mình sẽ lên áo vest ạ. Em này sẽ để cho các chị nào mặc M, con này M và L, con này thoải mái 57 58 cân. 57 58 cân quay đầu về lấy em này. 120 mã số là 436. 120 mã 436 hết nhá mọi người ơi. 120 mã số 436 này. Các chị ơi, ca sau của chị em mình đợi em khoảng từ 10 đến 15 phút thôi là chị em mình sẽ lên đó là áo vest blazer mọi người nhá. Thì tí nữa khoảng từ 10 đến 15 phút thì mọi người vào like lại với em nhá. Ok ạ. 453 chị Hiền Lương. Tắt đi. Thế nữa chị em mình vào chốt vest thôi em nhá. Chưa, chị biết tắt đâu. Cái này không? Thì thọ xuống.